47. Phẩm chân như, lúc bấy giờ các thiên tử cõi dục cõi sắc mỗi vị đều mang bột hương đa yết la đa ma la chiên đàn ở cõi trời, lại cầm hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen vàng, hoa sen trắng, hoa mỹ diệu hương, hoa mỹ diệu âm, hoa đại mỹ diệu âm của cõi trời từ xa dài cúng Phật, rồi đi đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân, lui đứng một bên bạch: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật đa như thế rất là sâu xa, có thấy có biết, chẳng thể suy tầm, vượt cảnh suy tầm, vi diệu vắng lặng. Người trí tuệ thông minh mới có thể biết được, chẳng phải kẻ tầm thường trong thế gian có thể tin thọ. Ngay khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa này đều nói thế này: Sắc tức là trí nhất thiết trí nhất thiết trí tức là sắc. Thọ tưởng hành thức tức là trí nhất thiết trí nhất thiết trí tức là thọ tưởng hành thức. Nhãn xứ tức là trí nhất thiết trí nhất thiết trí tức là nhãn xứ. Nhĩ tý thiệt thân ý xứ tức là trí nhất thiết trí nhất thiết trí tức là nhĩ tý thiệt thân ý xứ. Sắc xứ tức là trí nhất thiết trí nhất thiết trí tức là sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ tức là trí nhất thiết trí nhất thiết trí tức là thanh hương vị xúc pháp xứ. Nhãn giới tức là trí nhất thiết trí nhất thiết trí tức là nhãn giới. Nhĩ tý thiệt thân ý giới tức là trí nhất thiết trí tức là nhĩ tý thiệt thân ý giới. Sắc giới tức là trí nhất thiết trí tức là sắc giới. Thanh hương vị xúc pháp giới tức là trí nhất thiết trí tức là thanh hương vị xúc pháp giới. Nhãn thức giới tức là trí nhất thiết trí tức là nhãn thức giới. Nhĩ tý thiệt thân ý thức giới tức là trí nhất thiết trí tức là nhĩ tý thiệt thân ý thức giới. Nhãn xúc tức là trí nhất thiết trí tức là nhãn xúc. Nhĩ tý thiệt thân ý xúc tức là trí nhất thiết trí tức là nhĩ tý thiệt thân ý xúc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tức là trí nhất thiết trí tức là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra tức là trí nhất thiết trí tức là các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Địa giới tức là trí nhất thiết trí tức là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới tức là trí nhất thiết trí tức là thủy hỏa phong không thức giới. Vô minh tức là trí nhất thiết trí tức là vô minh. Hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử tức là trí nhất thiết trí tức là hành cho đến lão tử. Bố thí ba la mật đa tức là trí nhất thiết trí tức là bố thí ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa tức là trí nhất thiết trí tức là tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa. Pháp không nội tức là trí nhất thiết trí tức là pháp không nội. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, tức là trí nhất thiết trí tức là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Chân như tức là trí nhất thiết trí tức là chân như. Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, tức là trí nhất thiết trí tức là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bốn niệm trụ tức là trí nhất thiết trí tức là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, tức là trí nhất thiết trí tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Thánh đế khổ tức là trí nhất thiết trí tức là thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo tức là trí nhất thiết trí tức là thánh đế tập diệt đạo. Bốn tịnh lự tức là trí nhất thiết trí tức là bốn tịnh lự. Bốn vô lượng tức là trí nhất thiết trí tức là bốn vô lượng. Bốn định vô sắc tức là trí nhất thiết trí tức là bốn định vô sắc. Tám giải thoát tức là trí nhất thiết trí tức là tám giải thoát. Tám thắng xứ tức là trí nhất thiết trí tức là tám thắng xứ. Chín định thứ đệ tức là trí nhất thiết trí tức là chín định thứ đệ.
10 biến xứ tức là trí nhất thiết trí nhất thiết trí tức là 10 biến xứ. Pháp môn giải thoát không tức là trí nhất thiết trí tức là pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện tức là trí nhất thiết trí tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Năm loại mắt tức là trí nhất thiết trí tức là năm loại mắt. Sáu phép thần thông tức là trí nhất thiết trí tức là sáu phép thần thông. Pháp môn tam ma địa tức là trí nhất thiết trí tức là pháp môn tam ma địa. Pháp môn đà la ni tức là trí nhất thiết trí tức là pháp môn đà la ni. Mười lực Phật tức là trí nhất thiết trí tức là mười lực Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng tức là trí nhất thiết trí tức là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Quả dự lưu tức là trí nhất thiết trí tức là quả dự lưu. Quả nhất lai bất hoàn a la hán tức là trí nhất thiết trí tức là quả nhất lai bất hoàn a la hán. Quả vị độc giác tức là trí nhất thiết trí tức là quả vị độc giác. Trí nhất thiết tức là trí nhất thiết trí tức là trí nhất thiết. Trí đạo tướng trí nhất thiết tướng tức là trí nhất thiết trí tức là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật tức là trí nhất thiết trí tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Vì hoặc chân như của sắc, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của thọ tưởng hành thức, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của nhãn xứ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của sắc xứ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của nhãn giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của sắc giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của thanh hương vị xúc pháp giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của nhãn thức giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của nhãn xúc, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của địa giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của thủy hỏa phong không thức giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của vô minh, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, cũng không cùng tận.
có chân như của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu danh lão tử, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của bố thí ba la mật đa, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của pháp không nội, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của chân như, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của bốn niệm trụ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của thánh đế khổ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của thánh đế tập diệt đạo, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của bốn tịnh lự, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của bốn vô lượng, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của bốn định vô sắc, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của tám giải thoát, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của tám thắng xứ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của chín định thứ đại, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của mười biến xứ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của pháp môn giải thoát không, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của năm lại mắt, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của sáu phép thần thông, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của pháp môn tam ma địa, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của pháp môn đà la ni, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai không khác, cũng không cùng tận.
hoặc chân như của 10 lực Phật, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả Pháp, đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận, hoặc chân như của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 Pháp Phật bất cộng, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả Pháp, đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận, hoặc chân như của quả dự lưu, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả Pháp, đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận, hoặc chân như của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả Pháp, đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận, hoặc chân như của quả vị độc giác, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả Pháp, đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận, hoặc chân như của trí nhất thiết, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả Pháp, đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận, hoặc chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả Pháp, đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận, hoặc chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả Pháp, đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận. Hết quyển thứ 318.